Bằng Châu xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài CBN trên băng tần 14.5. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin thời sự trong ngày của chúng tôi với một số tin đáng chú ý như sau. Brazil chủng ngừa cho các nhân viên y tế tại Rio. Các diễn tiến lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Các sự kiện của lễ nhậm chức. Trường hợp đặc biệt chứng tỏ đảng thất bại về nhân sự. Chương trình được bảo trợ bởi Super Collagen Plus, khỏe là đẹp, 714-316-5999 và 888-414-5678. Chương trình được bảo trợ bởi V-Alignment, khỏe là đẹp. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, dự báo thời tiết hôm nay tại Little Sài Gòn, Nam California của chúng ta, nhiệt độ đo được là 74 độ F và 68 độ ở các khu vực bãi biển như Huntington Beach, Newport Beach và cao nhất là 76 độ cho các vùng thung lũng, đồi núi Riverside, San Bernardino. Hiện tại nhiệt độ đã giảm dần xuống còn khoảng 58 độ, buổi tối thì trời trở lạnh ở mức khoảng 57 độ. Ngày hôm nay tại quận Cam của chúng ta có gió, dự tính là con gió này sẽ đi qua vào khuya hôm nay. Nên quý vị tránh ra ngoài và dọn dẹp các cây cối dễ ngã vào bên trong. Và sau đây Băng Châu kính mời quý vị theo dõi bản tin thế giới đầu tiên. Brazil chủng ngừa cho các nhân viên y tế tại Rio. Các nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện Ronaldo Gazola thuộc thành phố Rio của Brazil vào ngày thứ ba 19 tháng Giêng đã được chủng ngừa vaccine coronavirus. Nơi này suốt một năm qua đã được sử dụng làm nơi điều trị cho các bệnh nhân bị lây nhiễm COVID-19. Sau nhiều tuần lễ trì hoãn, người dân Brazil cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm khi chiến dịch chủng ngừa hàng loạt chính thức bắt đầu. Nhiều tiểu bang khác của Brazil cũng đã cho các nhân viên y tế và người già được chích thuốc ngay vào thời điểm chính quyền vừa mới nhận 6 triệu liều vaccine từ công ty Sinovac của Trung Quốc. Nhìn chung trên toàn thế giới, Brazil đang nằm trong danh sách top 5 của những quốc gia có số người bị ảnh hưởng nặng nề nhất kể từ khi đại dịch bùng phát hồi tháng 2 của năm 2020. Nước Đức kéo dài lệnh phong tỏa cho đến ngày 14 tây tháng 2. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel và các vị thống đốc đến từ 16 tiểu bang trên toàn quốc vào ngày thứ ba 19 tháng Giêng đã đồng ý kéo dài lệnh phong tỏa cho đến ngày 14 tây tháng 2 sắp tới. Đồng nghĩa với việc các cơ sở thương mại và trường học đều phải đóng cửa đến tận thời điểm này, trong khuôn khổ của cuộc chiến đẩy lùi đại dịch COVID-19. Sự xuất hiện của chủng coronavirus mới cũng đang khiến cho các chuyên gia lo ngại, đồng thời làm trầm trọng thêm vấn đề do nó có tốc độ lây lan cao hơn so với loại chủng đầu tiên. Thay vì sử dụng mặt nạ thông thường, từ nay người dân nước Đức sẽ phải sử dụng mặt nạ y tế FFP2 mỗi khi xuất hiện ở chốn công cộng. Từ nay cho đến ngày 15 tây tháng 3, các công ty cũng phải để cho nhân viên làm việc ở nhà. Những doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ được chính phủ hỗ trợ tài chính. Tính đến nay, ở Đức đã có 2.05 triệu người bị lây nhiễm coronavirus và 47.622 người được cho là đã qua đời. Các nhân viên y tế biểu tình tại Peru. Hàng trăm y tá và bác sĩ vào ngày thứ ba 19 tháng Giêng đã cùng nhau xuống đường biểu tình tại thủ đô Lima của Peru để yêu cầu chính phủ bơm thêm tiền vào hệ thống chăm sóc y tế ngay vào thời điểm quốc gia này đang phải chật vật đối phó với sự lây lan của đại dịch COVID-19. Ban tổ chức tuần hành nói rằng đám đông sẽ tiếp tục cố thủ trên đường phố cho đến khi nào chính phủ đáp ứng mọi yêu cầu. Cuộc tổng đình công vừa nêu trên được dự đoán sẽ gây ảnh hưởng lên cuộc chiến đẩy lùi coronavirus, do ngày càng có nhiều người nhập viện điều trị hoặc phải vào nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Vào thời điểm đại dịch bắt đầu bùng phát, Peru từng được mệnh danh
là một trong những quốc gia có nhiều người chết nhất trên toàn cầu. Ở đây hiện có trên 1 triệu người nhiễm bệnh và 38.700 người tử vong. Kính thưa quý vị, Iraq trì hoãn cuộc bầu cử sang ngày 10 tây tháng 10 của năm nay. Các thành viên nội các Iraq vào ngày thứ Ba 19 tháng Giêng đã quyết định trì hoãn cuộc biểu tình từ tháng 6 sang ngày 10 tháng 10 năm 2021 để chính phủ có thêm thời gian chuẩn bị cho sự kiện vô cùng quan trọng này. Thông tin vừa nêu trên đã được phát ngôn nhân tổng thống đưa ra tại một cuộc họp báo ở thủ đô Baghdad, ngay vào thời điểm cuộc khủng hoảng chính trị vẫn còn tồn tại ở quốc gia này, trong bối cảnh nhiều người đang bất mãn với đường lối điều hành của chính phủ. Hồi năm ngoái, giới chức trách từng tuyên bố tổ chức bầu cử vào ngày 21 tây tháng 6. Quyết định trì hoãn bầu cử đang khiến cho Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi vấp phải sự chỉ trích của người dân. Ông Kadhimi kể từ khi lên nhậm chức đã cam kết sẽ đối xử công bằng với người biểu tình bất đồng chính kiến, hoàn toàn trái ngược với đường lối của người tiền nhiệm là Adel Abdul Mahdi. Sau cuộc chiến đẩy lùi phe ISIS, hàng triệu người dân Iraq vẫn phải sống trong cảnh đói khổ, thiếu hụt nước sạch và năng lượng. Tình trạng thất nghiệp và khủng hoảng kinh tế càng khiến cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Trở lại một bản tin từ Âu Châu, nước Pháp sẽ bắt đầu rút quân ra khỏi khu vực Sahel. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày thứ Ba 19 tháng Giêng cho biết ông sẽ bắt đầu rút quân ra khỏi khu vực Sahel sau nhiều năm tham gia vào cuộc chiến đẩy lùi quân khủng bố. Hồi năm ngoái, quốc gia này đã tăng viện thêm nhiều binh sĩ sang Phi Châu để giúp cho các đồng minh trong vùng Sahel đối phó với nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS. Mặc dù quân chính phủ đang chiếm nhiều lợi thế, nhưng tình hình vẫn rất bất ổn ở địa phương. Kể từ đầu năm cho đến nay đã có 5 binh sĩ Pháp ở Mali bị thiệt mạng. Ngoài ra còn có 4 binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc qua đời trong các cuộc giao tranh hồi tuần lễ vừa qua. Nếu như không có gì thay đổi, tiến trình rút quân của Pháp sẽ diễn ra vào giữa tháng 2. Mọi thay đổi sau đó sẽ được mang ra thương thuyết tại hội nghị thượng đỉnh ở Chad. Một cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy nhiều người Pháp không muốn quân đội ra tham chiến ở ngoại quốc, đặc biệt là ở vùng Sahel. Kính thưa quý vị, tấn công đẫm máu khiến 100 người chết tại Sudan. Những hình ảnh do người qua đường quay lại vào ngày thứ Ba 19 tháng Giêng đã cho thấy cảnh tượng hoang tàn tại thành phố West Darfur của Sudan, sau khi nơi này trở thành mục tiêu của hàng loạt màn tấn công đẫm máu. Tính đến nay đã có 129 người bị thiệt mạng và 198 người khác bị trọng thương. Trong các đoạn clip tại thị trấn El Jenina, nhiều ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân gây ra mang bao loạn bắt nguồn từ việc một người đàn ông Ả Rập bị các thành viên của bộ tộc Masalit thủ tiêu. Kể từ khi lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc kết thúc hoạt động tuần tra trong khu vực, thì bạo loạn đã ngày một leo thang ở Darfur. Nhiều binh sĩ theo dự trù sẽ được phái tới để giữ an ninh trong vài ngày sắp tới. Tình trạng bạo động này đã khiến cho gần 50.000 người lâm vào cảnh sống lưu vong ở Sudan. Tiếp tục phần tin thế giới, 15 người bị thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông ở Ấn Độ. Có ít nhất 15 người được cho là đã bị thiệt mạng và 5 người khác hiện đang bị thương tích nghiêm trọng sau khi một chiếc xe truck vượt quá tốc độ lao sầm vào một nhóm người nhập cư đang say ngủ tại thành phố Surat của Ấn Độ vào ngày thứ Ba 19 tháng Giêng vừa qua. Sự việc xảy ra sau khi người tài xế bị mất kiểm soát tay lái, sau đó đã lao vào một chiếc xe tải chở mía, rồi không may và trúng nhóm người đang nằm ngủ trên vỉa hè dọc theo xa lộ Kim Manui Highway. 12 người trong số các nạn nhân đã qua đời ngay tại chỗ, 3 người còn lại bị thiệt mạng khi đang trên đường tới nhà thương. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào cùng ngày đã gửi lời chia buồn tới thân nhân của người đã khuất. Chính phủ ngoài ra sẽ cung cấp khoảng 2.700 mỹ kim cho mỗi gia đình có người qua đời. Xin quý vị đừng rời màn hình của đài CBN trên băng tần 14.5. Sau một vài thông tin bảo trợ cho đài, Băng Châu sẽ trở lại ngay với phần tin Hoa Kỳ.